Rồi cái phần sau cùng cũng là một cái phần giải pháp cải tiến cho quý bà con. Thì em cháu cũng nói sơ như vậy, quý bà con mình nuôi tôm mình nói giờ là cái ao dèo, thiết kế cái ao dèo trong khoảng chừng, ví dụ mình chục trăm thì thiết kế ao dèo khoảng chừng 500 thước vuông gì đó, hoặc công gì đó ha. Còn dèo trong đó khoảng chừng tháng thì đó 20 ngày rồi bung ra cái vuông lớn của mình. Nhưng mà chỉ có một điều gì nè, dèo mà không biết đạt không, dèo chưa chắc đã đạt. Một số chú mà giỏi rồi đó, dèo tốt, dèo đạt thì em không nói tới. Mà một số chú á, như một số cô cũng quyết tâm lắm, cũng đưa vô lắm, xử lý vô lắm rồi, mà rốt cuộc dèo ra không đạt, bắt được ít xịu à. Rồi mình giải quyết cái chuyện đó làm sao, dèo sao cho đạt. Tại vì cái con tôm nó giống như con nít với bà con, giống như con nít và giống như tháng tuổi vậy đó. Bà con mà đưa vô cái môi trường dèo đó, để chi cái môi trường nhỏ mà dễ xử lý ha. Thuốc men rồi mình cũng lo ok hết, thành ra nó khỏe, nó mạnh. Thì nó vượt qua tầm khoảng 20 ngày, tháng nó mạnh rồi. Đưa ra ngoài, sống phay phay luôn, bắt ăn, bắt mồi, lớn dữ lắm. Nhưng mà trong đó mà mình làm sao để mình dèo cho nó tốt trong giai đoạn đó đây, thì công ty cũng đã suy nghĩ và nghiên cứu ra thời gian rất là nhiều. Thì em cháu cũng xin nói một lời như vậy, cái sản phẩm này là sản phẩm của công ty Âu Mỹ, mà công ty em là công ty Việt Sài Gòn, thành nữ ra là công ty em là có liên kết được với công ty Âu Mỹ phân phối được cái sản phẩm này. Đây là một sản phẩm cải tiến ha, mới đã nghiên cứu được. Và tại sao nó làm được cái gì mà em lại nói dữ vậy, rồi em sẽ nói kỹ với bà con luôn cái sản phẩm này nó tiên tiến ở cái chỗ nào. Ở cái sản phẩm này là quý bà con mình chuyên sử dụng trong ao dèo là tốt nhất. Tại sao? Một gói này bà con sử dụng cho 1.000 khối nước, mà nó có nhiệm vụ gì nè, nó gây màu cho quý bà con giai đoạn đầu khi mà dèo tôm á, mà đặc biệt gây màu gì quý bà con, gây màu nước trà, cái màu tảo khuê, cái màu tảo khó cái nhất đúng quý bà con, mà cái màu tảo tốt nhất cho con tôm mình đó, cái màu tẩu khuê á, ông này ông gây được nè đó. Là cái thứ nhất nha, nó gây màu được rồi. Cái thứ hai, trong đây nó là một cái lượng vi sinh, thành thử ra là nó xử lý đáy, nó xử lý nước cho mình là sạch luôn đó. Ngoài ra nó còn hỗ trợ được cái là nó vi sinh này còn trộn cho ăn được nữa, để nó hỗ trợ chức năng đường ruột của con tôm nữa đó. Nó hay vậy đó, là một cái sự cải tiến đó, vừa xử lý đáy, xử lý nước, mà xử lý luôn cả cái được cái đường ruột con tôm nữa. Mình có thể chọn cho con tôm mình nó từ từ nó đường ruột nó tốt nữa đó. Ngoài ra nó còn làm được một cái nhiệm vụ mà quý bà con mình đã xài rồi á nha, thì sẽ cảm nhận được, đó là nó tạo ra được nguồn thức ăn tự nhiên. Hồi đó giờ bà con có nghe cái nguồn thức ăn tự nhiên chưa bà con? Nè, như trong hình nè, bà con có thấy mấy con này không, nhỏ nè, chùm chỉ nè, rồi dung nhiều tơ nè, rồi mấy ốc gạo rồi đó, rồi mấy con nhỏ này nè, nhỏ này bà con không có thấy đâu, em đưa là cái niên bi cho bà con coi thôi, ở trong nước mình á, nó có chứ không phải không, nhưng mà nó lượng rất là ít. Và cái con tôm của mình á, nó giai đoạn dèo á, nó nhỏ hiếu nè, nó bằng với đầu tâm nhang đó, nó bự hơn chút nè, cực kỳ mê mấy con này nè, đó nó mê mấy con chuột chỉ ốc gạo với mấy con này nè, mấy con rotifer, mấy con nhỏ dung nhiều tơ nè. Mà mấy con này hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ lớn, rất là lớn, và nó giúp cho con tôm mình có nhiều sức đề kháng, phát triển rất là nhanh, khỏe nữa, ít bệnh. Thì cái ông sản phẩm này nè, AC Coplock này nè, nó tạo ra được cái nguồn đó đó quý bà con. Nó làm cho cái môi trường vi sinh hoặc là những con phiêu sinh trong đây nè, nó phát triển lên rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Thật sự em đi thực nghiệm là bà con lấy cái dạp á, bà con xúc dài cái, bà con múc cái ly lên ha, nó bơi động ha, con tôm nó ngược nó bắt ăn, thấy ham luôn quý bà con, thiệt thấy ham luôn á. Để tí thì em chiếu cho quý bà con coi nha. Thì cái sản phẩm này là được sự cho phép công ty Âu Mỹ, thì công ty Việt Sài Gòn cũng đã liên kết và phân phối được cái sản phẩm này cho quý bà con. Giá thì nó rất là phải chăng ha, quý bà con xài một gói này cho 1.000 mét khối nước trong cái giai đoạn dèo đó, thì cứ cách khoảng từ 2 đến 3 ngày bà con cứ quánh một lần, bà con dèo trong vòng 20
20 ngày đến 25 ngày con nói thiệt với bà con nghe, mà gây mà tốt đó nha, không cần cho ăn luôn, không cần cho ăn thức ăn số 0 luôn á quý bà con tạo được cái nguồn mà thức ăn tự nhiên này nè, hôm nay nè, là nó đủ ăn luôn á, nó đủ ăn luôn, bà con tiết kiệm được chi phí luôn, khỏi luôn, mà trong khi đó là nước mình khỏi cần xử lý luôn, nó xử lý luôn rồi, sạch luôn rồi, đó, nó tiện lợi vậy đó, thì đó là cái một cái giải pháp cải tiến mới để giúp cho quý bà con mình dèo tôm trong cái giai đoạn đầu mà nó đạt đầu con tôm mình nó khỏe, mà nó giảm được cái chi phí là mình giảm sự cho ăn nữa, à, nó rất là ok, thấy quý bà con rất là dễ xài.